Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp Bộ Chính trị về phương hướng kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đầu năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại sao kế hoạch của mình năm nào cũng phải điều chỉnh, nên định cho vừa phải để vượt thì tốt hơn, cần phải tập trung vào những cái gì quan trọng, cần thiết trước, phải chú ý tới con người vì con người rất quan trọng. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ tại sao kế hoạch của mình năm nào cũng phải điều chỉnh. Có phải mình chủ quan và tham quá không? Nên định cho vừa phải để vượt thì tốt hơn. Chủ trương đúng nhưng chỉ đạo chưa tốt. Đó cũng là một loại mất cân đối bên cạnh những loại mất cân đối khác như đã thấy trong kỹ thuật, văn hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, khi bàn, mình thường không bàn toàn diện. Ra trận, diễu binh cũng phải dàn ra xem thiếu những thứ gì. Trong lãnh đạo kinh tế cũng phải làm như thế. Phải liệu bò làm chuồng, liệu cơm gắp mắm. Công nghiệp phải nhìn xa, nhưng lại phải xem xét cụ thể, tính toán chu đáo. Vấn đề này khó, mình vừa làm vừa mò. Nhưng mình đã có mấy năm rồi, phải cố gắng khắc phục khó khăn, đừng để kéo dài những thiếu sót khi mình đã biết. Trong xây dựng thì phân tán, cái gì cũng muốn làm. Kế hoạch lâu nay vẫn có khuynh hướng như vậy. Cần phải tập trung vào những cái gì quan trọng, cần thiết trước. Bác từng nói, việc gì gấp thì làm trước, việc gì hoãn thì làm sau. Điều nên làm trước mà để lại sau, điều nên làm sau mà đưa làm trước. Như thế thì sẽ hao tổn thì giờ, mất công nhiều mà kết quả ít. Tự chung lại, muốn làm được tất cả mọi việc theo kế hoạch đã đề ra thì nhân tố con người có một vai trò rất quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải chú ý tới con người vì con người là vốn quý nhất, là yếu tố quyết định của sự nghiệp cách mạng. Bác cho rằng để hoàn thành tốt kế hoạch, điều quan trọng bậc nhất là bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ và quần chúng. Phải làm cho mỗi người thấm nhuần tinh thần làm chủ tập thể, ý chí cần kiệm xây dựng nước nhà. Một điều quan trọng mà bác đề nghị là ngoài việc phải chú ý giáo dục thì phải chú ý tới đời sống vật chất của mỗi người. Tại hội nghị của Bộ Chính trị ngày 30 tháng 7 năm 1962, Hồ Chí Minh đặt vấn đề: ta phải tính cách nào, nếu cần có thể giảm bớt một phần xây dựng để giải quyết vấn đề ăn và mặc của quần chúng được tốt hơn nữa. Đừng để cho tình hình đời sống căng thẳng quá. Vấn đề con người là hết sức quan trọng. Nhà máy cũng cần có thêm, có sớm. Nhưng cần hơn là con người, là sự phấn khởi của quần chúng. Làm tất cả là do con người, làm cho quần chúng hiểu chủ nghĩa xã hội đúng hơn. Sau đó, trong cuộc họp Bộ Chính trị về phương hướng kế hoạch 5 năm lần thứ nhất vào tháng 2 năm 1963, bác lại chỉ đạo: phải chú ý giáo dục, nhưng cũng phải chú ý tới đời sống vật chất của họ nữa. Trong một công trường nghe nói thiếu người, tại sao không nghĩ tới việc dùng ít người nhưng cho họ ăn uống tốt để sản xuất tốt, còn những người còn lại cho sang sản xuất khác để có lợi hơn. Mục tiêu kế hoạch phải nêu rõ vấn đề cải thiện dân sinh. Việc giảm biên chế cũng xuất phát từ vấn đề đó, mục tiêu đó. Vào thời điểm đó, quan điểm của bác đã cho thấy chiều sâu mục tiêu con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tế cho thấy, các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước trong 35 năm đổi mới đã luôn hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, để có được những thành tựu kinh tế và những tiến bộ trong đời sống xã hội ngày hôm nay là cả một chặng đường đầy khó khăn gian khổ. Nhưng đạt được những điều đó là do chúng ta có chương trình, kế hoạch cụ thể, chúng ta hành động quyết liệt, đồng lòng, biết tận dụng tốt các cơ hội, khơi dậy trong nhân dân niềm tin cũng như khát vọng về một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng, sánh vai với cường quốc năm châu như mong muốn của Bác Hồ. Chương mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.